Thanh Thanh Huyền sẽ trình diễn bộ trang phục bánh tráng tại phần thi National Custom tại Midtram 2023. Tại buổi lễ công bố đại diện Việt Nam tại Midtram 2023, người đẹp Thanh Thanh Huyền đã vinh dự được trao sát và vâng miệng Midtram Việt Nam. Mới đây, Thanh Thanh Huyền đã chính thức trình làng hình ảnh bộ trang phục dân tộc bánh tráng mà cô mang đến Midtram 2023. Rất nhanh chóng, bộ ảnh đã thu về rất nhiều ý kiến thú vị và hài hước. Bánh tráng là tác phẩm đặt giải nhì tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, được sáng tạo bởi nhà thiết kế Phan Xuân Dầu. Bánh tráng được lấy ý tưởng từ hình ảnh bánh tráng thân quen với người dân Việt Nam, góp mặt trong những món ăn dân dã bình dị và trở thành linh hồn của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tuy quy trình làm nên một chiếc bánh tráng không khó, nhưng đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ và kiên nhẫn của một người thợ làm nghề. Bánh tráng ra đời với mong muốn mang vẻ đẹp dung dị của chiếc bánh quen thuộc và nét đẹp nổi bật trong văn hóa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè thế giới. Bánh tráng có thiết kế hình dáng chăm sút, hiện đại và tinh tế, phối hợp với phần cánh to hình tròn. Phần cánh hình tròn với chiều rộng 2,8m được làm từ vải voan xuyên thấu màu trắng đục. Sử dụng phương pháp đắp vải để tạo họa tiết đặc trưng của chiếc bánh tráng, thể hiện rõ nhất hình ảnh chiếc bánh tráng độc đáo của Việt Nam ngoài ra phần cánh bánh tráng còn được đính hạt để giúp tổng thể bộ trang phục thêm phần lấp lánh và tạo nên hiệu ứng đẹp mắt khi trình diễn trên sân khấu